vào khoảng 9 giờ ngày 10 tháng 5 nhận được thông báo của chính quyền huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn, trung đoàn 141 sư đoàn 3 quân khu 1 đã điều động 40 cán bộ chiến sĩ, 3 xe ô tô, 1 cano của đơn vị tham gia thực hiện nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn, khắc phục hậu quả lũ lụt tại thị trấn Đồng Mỏ, huyện Chi Lăng, nơi có nhiều hộ dân bị mắc kẹt trong nhà do mưa bão ngập úng cục bộ, trong đó có cả người già và trẻ em. Cán bộ chiến sĩ trung đoàn đã phối hợp chặt chẽ với chính quyền và các lực lượng chức năng địa phương tiến hành giải cứu được hộ gia đình ông Vê Văn Tằng và vợ là Hoàng Thị Thanh tại khu Thống Nhất 2, thị trấn Đồng Mỏ, nhà cửa bị sập hoàn toàn và đang bị cô lập do dòng nước chảy xiết cùng nhiều vùng xoáy nguy hiểm. Sau 5 lần cố gắng tiếp cận giải cứu, đến 13 giờ cùng ngày, sau gần 3 giờ với sự nỗ lực quyết tâm của đội ngũ cán bộ chiến sĩ trong đoàn đã tiếp cận và giải cứu thành công, đưa vào khu vực an toàn. Ông cũng rất là cảm động, cũng rất là cảm ơn các cháu, bởi vì cái ra là ông thì cũng biết là cái cháu ra là 3-4 lần rồi, nhưng mà cái lúc nước nó mạnh quá mà cái tàu mình không thể vào mà đỗ được. Đấy, lần đầu tiên đi qua cái là tàu nó lại phải trôi xuống cái khe kia không thể vào được. Thế mà giờ này nó hơi ngớt mà tí thì mới tàu mình bên mới cập vào được, mà đá vào lên kia thì còn phải ghé vào cái chỗ nhà đổ ấy mà các chú còn phải chống mãi mới ra được đấy, gần như là mắc cạn mắc kẹt đấy, rất vất vả, nhưng mà thôi thì cũng rất là cảm ơn các cháu. Bên cạnh thực hiện nhiệm vụ cứu hộ cứu nạn, trung đoàn đã phối hợp với địa phương tổ chức hỗ trợ nhu yếu phẩm, bảo đảm đầy đủ thực phẩm và nước sạch cho người dân tại khu vực ngập lụt. Qua bao cuộc biến dâu, luôn mang trên vai nhiệm vụ bác giao lại đây. Học tập rèn luyện, hãy chung tay dựng xây, gìn giữ tươi đẹp gấm vóc của non sông, để nước Việt Nam vững bền ngàn muôn kiếp. Quân đội kiêu hùng sáng ngời mai niềm tin.